Chào các bác nhé, em giới thiệu các bác con máy rửa bát Panasonic PTR9, một con máy cũng khá là đẹp, nhưng mà em bán giá thì là 3,6 triệu. 3,6 triệu các bác nhé, 3,6 triệu bảo hành 2 năm, Đấy. TR9, hàng Nhật nội địa, đã qua sử dụng Panasonic PTR9, giá 3,6 triệu bảo hành 2 năm. Con này thì tại sao bán 3,6 triệu thì sẽ quay chi tiết cho các bác. Thì sẽ nói qua tại sao bán 3,6 triệu nhé. Còn bình thường bọn này thì là bán 5 triệu chứ là 9. Đây là hai số điện thoại giao dịch bên em nhé, hai kênh YouTube. Các bác xem thì đăng ký kênh ủng hộ em bên em ạ. Đây, con này thì em báo luôn với các bác đây. Thứ nhất là hình thức của nó rất là đẹp, lưng tôn thành vách ok nhé. Mọi thứ ngon lành cành đào này. Bên em bán giá thì tất cả công khai niêm yết, công khai tình trạng máy, series máy là 0588 đời 2016. Mặt mũi các thứ ok ngon này. Con này thì bình thường như các bác nhìn này, nó có đèn Econavi này. Đấy. Cái đèn này nó đèn thông báo cái chế độ tiêu chuẩn. Đấy, nhưng mà cái này thì chắc là nó cháy hay cái gì đó thì bên em không sửa mạch miếc cái gì hay bất kể một cái gì nhá, cho nên em để nguyên kệ nó này. Bán rẻ cho các bác luôn. Còn nó không ảnh hưởng gì đến vận hành hay là đến bất kể một cái gì. Đấy, bác nào cảm thấy ok chấp nhận, phù hợp thì các bác lấy. Tất cả các chức năng khác thì bình thường. Nó mất cái đèn báo thôi. Bình thường chỉ chế độ tiêu chuẩn này thì các bác thấy cái đèn eco, còn các chế độ khác thì sao có không có nhé. Đấy, khi mình bán thì công khai giá cả, bác nào cảm thấy phù hợp thì các bác ủng hộ. Mất cái đèn này, nói chung là cháy đèn, mình gọi là cháy đèn nôm na là như vậy. Đã số 12, 3,6 triệu, nội ngoại thất đẹp sạch sẽ. Đấy, bảo hành 2 năm cho các bác nhé. Bảo hành 2 năm, đấy các bác lưu ý là như vậy. Đấy, máy có sao báo vậy. Con TR9, giá chỉ ngang với con TR6 thôi. Bác nào cảm thấy phù hợp thì ủng hộ bên em nhé. Cảm ơn các bác.